quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 tới hơn 70 điểm cầu trong và ngoài nước. Sự hội nghị có lãnh đạo các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Tham gia hội nghị còn có đại diện các hợp tác xã, nhà vườn, cơ sở sản xuất chế biến nông sản tiêu biểu của tỉnh và một số hệ thống phân phối hợp tác xã, cung ứng doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu Việt Nam và nước ngoài. Hiện nay, diện tích nhãn lồng cho thu hoạch của Hưng Yên khoảng 4.500 ha, trong đó nhãn trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho sản phẩm chất lượng cao là hơn 1.300 ha. Năm nay, sản lượng nhãn ước đạt trên 50.000 tấn. Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho biết, tỉnh Hưng Yên không chỉ có nhãn lồng mà còn có nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch chất lượng cao đã và đang được người tiêu dùng Việt Nam cũng như một số quốc gia trên thế giới tin dùng như chuối tiêu hồng cam và các loại quả có múi, nghệ tươi và tinh bột nghệ, vải lai chín sớm, vải trứng Hưng Yên, long nhãn, mật ong, hoa nhãn, gà đông tảo. Với tinh thần đưa nhãn lồng, nông sản Hưng Yên vươn xa đến với bạn bè và người tiêu dùng trên toàn thế giới, tỉnh hy vọng qua hội nghị này, các đại biểu, các doanh nghiệp, thương nhân và người tiêu dùng trong và ngoài nước sẽ có thêm thông tin về nhãn lồng, nông sản tiêu biểu của Hưng Yên để trải nghiệm thưởng thức và ủng hộ người sản xuất, bà con nông dân Hưng Yên. Đại diện các điểm cầu trong nước và quốc tế đã có tham luận phân tích về tiềm năng, lợi thế của việc sản xuất chế biến và xuất khẩu để tăng giá trị nông sản nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, trong đó gợi ý một số kinh nghiệm hoặc trao đổi các quy tắc mà các chủ nhà vườn hợp tác xã muốn tham gia xuất khẩu cần phải nắm vững, nhất là những quy định của quốc tế và khu vực khi tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, đại diện các điểm cầu cũng cam kết tạo mọi điều kiện về thủ tục xuất nhập khẩu để nông sản của Hưng Yên, trong đó có nhãn lồng được tiêu thụ một cách thuận lợi nhất. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đặt ra thách thức cho việc tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Thông qua chương trình kết nối do tỉnh Hưng Yên tổ chức, chuỗi cung ứng sẽ được mở rộng và củng cố, đồng thời có thêm nhiều chuỗi cung ứng được hình thành. Đặc biệt, sự liên kết là nhà sản xuất đến các hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh góp phần đưa nông sản của Hưng Yên đi xa hơn và bền vững hơn. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, tuy phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ trong thời gian qua, song Hưng Yên rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Bởi lĩnh vực này đã làm giàu cho nhiều hộ dân, cũng là làm giàu cho tỉnh. Vì vậy, Hưng Yên sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp cận cơ hội kinh doanh và tham gia ký kết các hợp đồng mua bán nhãn cũng như các nông sản của tỉnh, đặc biệt nông sản Hưng Yên hướng đến thị trường Mỹ, châu Âu, châu Á, như là tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc. Thời gian tới, Hưng Yên tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp cho sản xuất, phân phối tiêu thụ nhãn và nông sản tiêu biểu của tỉnh, phục vụ tốt nhất việc giao thương kết nối tiêu thụ nhãn và các nông sản khác, không để xảy ra tình trạng được mùa rớt giá. Trong điều kiện dịch COVID-19, chúng tôi rất mong sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, nhất là tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Đại sứ quán Trung Quốc và chính quyền các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, nông sản, phương tiện của Việt Nam nói chung và của Hưng Yên nói riêng được vận chuyển, xuất khẩu, tiêu thụ ở các thị trường với các thủ tục đơn giản nhất về kiểm dịch, hải quan, thông quan, kiểm tra an toàn nông sản. Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi động sàn thương mại điện tử, chương trình đưa nhãn và nông sản Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử, tổ chức chương trình ký kết hợp tác tạo điều kiện lưu thông, tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại các kênh phân phối ở thị trường trong nước, cắt băng xuất hành, đưa nhãn lồng Hưng Yên vào các hệ thống phân phối.
Ngay sau đó, hơn 20 tấn nhãn Hưng Yên đã được các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị như Shopee, Potmax, Lazada, chợ đồ mối Kim Hưng tiêu thụ.